Thiên đường ô tô cũ xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Thiên đường ô tô cũ trong ngày hôm nay ạ. Nhân dịp năm mới, cho Thiên đường ô tô cũ gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị, quý anh chị, các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc. Và Thiên đường ô tô cũ gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ cũng như là tin tưởng Thiên đường ô tô cũ trong suốt thời gian vừa qua, và cũng rất mong được sự đồng hành, được sự ủng hộ của toàn thể quý khách hàng trong những quãng thời gian sắp tới. Vâng ạ, hôm nay thì là ngày mùng 2 Tết thì cho em Thiên đường ô tô cũ cũng xin phép lên sóng báo giá nhanh cho toàn thể bà con cô bác xem những cái mẫu xe 5 chỗ ngồi hiện đang có tại cửa hàng Thiên đường ô tô cũ. Và cũng có rất là nhiều những cái mẫu xe mà anh em cũng mang về đi Tết, cho nên là em không quay báo giá được. Thì có gì thắc mắc hoặc là có cái vấn đề gì thì bà con vui lòng liên hệ trực tiếp với Thiên đường ô tô cũ qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Và em cũng đang cần tìm một khách hàng để khai xuân đầu năm mới, sẽ có một cái lì xì gọi là rất là hậu hĩnh cho quý khách hàng nếu mà đến khai xuân tại cửa hàng. Và trước khi đi thì liên hệ trực tiếp với Thiên đường ô tô cũ ạ. Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa nhé. Bây giờ thì em xin phép quay báo giá nhanh cho toàn thể bà con cô bác xem và lựa chọn nhé. Vâng, em giới thiệu trước đầu tiên trước mặt này nhỏ bà con cô bác cho bạn, đây là một mẫu xe Kia K3. Vâng ạ, Kia K3 được sản xuất năm 2015, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.5, xin lỗi, động cơ 2.0 với động cơ máy 2.0 tư nhân chính chủ biển Bắc Ninh. Một mẫu xe đẹp xuất sắc nhé bà con nhé. Giá chào bán cho mẫu xe này là 455 triệu đồng. Và em giảm giá xuống còn 10 triệu, giảm giá xuống 10 triệu còn 445 triệu. Và vẫn có lì xì khủng nhé. Vẫn còn lì xì khủng cho bà con nếu bà con thiện chí thì muốn đến khai xuân tại cửa hàng em. Vâng, tiếp theo đây em giới thiệu cho bà con các bác một mẫu xe tự động Chevrolet Avel 2017. Xe mang phiên bản số tự động với động cơ máy 1.4. Mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ và con của bác nhé. Cũng là đeo biển kiểm soát Bắc Ninh luôn. Giá chào bán cho mẫu xe này chỉ có 285 triệu đồng. Và em giảm giá xuống 10 triệu còn 275 triệu. Toyota Vios bản ED 2017 mang phiên bản tự động với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy, biển Hà Nội và con của bác nhé. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 428 triệu đồng. Em giảm giá xuống còn 418 triệu cho mẫu xe Vios bản E số tự động này. Đấy, đeo biển kiểm soát của Hà Nội ạ. Vâng, tiếp theo đây em giới thiệu cho bà con cô bác một cái mẫu xe Hyundai Venue. Đây ạ, Hyundai Venue được sản xuất 2008. Xe mang phiên bản số sàn với động cơ máy 1.4, đeo biển kiểm soát của Hải Phòng, tên tư nhân. Và giá chào bán là 158 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc bà con các bác nhé. Vâng, tiếp đến em giới thiệu cho bà con một mẫu xe Hyundai i10. Con này sản xuất 2015, trang bị hộp số sàn với động cơ máy của nó là 1.0. Con này phiên bản sedan 2 đầu, rộng rãi, em sẽ động cơ 1.2. Động cơ 1.2 phiên bản sedan 2 đầu nhé, biển Vĩnh Phúc. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 245 triệu. Em giảm giá xuống 10 triệu và vẫn có lì xì ạ. Tiếp tục đây giới thiệu cho bà con các bác một mẫu xe Daewoo Lachetti. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn với động cơ của nó là 1.6, biển Hòa Bình, tên tư nhân. Một mẫu xe gia đình sử dụng, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, form dáng ngoại hình đẹp, máy gầm chất. Giá là 218 triệu và em giảm xuống còn 208 triệu thôi. Đấy, Lachetti SE. Một mẫu xe Hyundai Sonata 2004, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn với giá tiền trên 100 triệu đồng, số tự động, máy 2.0. Vâng, tiến đến một mẫu xe Lachetti. Con này thì là một chiếc xe Việt bà con các bác nhé. Xe được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam nhé. Đời 2009, mang phiên bản số sàn với động cơ máy của nó là 1.6 này. Đấy, biển của Bắc Giang. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 145 triệu đồng. Em giảm giá xuống 10 triệu còn 135 triệu nhé. Daewoo Lachetti, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này em xin lỗi, em đã nhận cọc rồi. Khách hàng tầm khoảng mùng 10 tháng riêng lấy. Con này em nhận cọc rồi này. Con này là con
Hyundai Avante được sản xuất năm 2011. Xe mang phiên bản số tự động với động cơ của nó là 1.6 nhé bà con các bác nhé. Biển Hải Phòng, tên tư nhân, một chiếc xe gia đình sử dụng, phiên bản số tự động, tư nhân chính chủ gia đình đi. Đặc biệt là một chiếc xe đẹp, hoàn toàn không đâm đụng tai nạn ngập nước này. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 328 triệu đồng và em giảm giá xuống còn 318 triệu nhé. Vâng, tiếp theo đây em giới thiệu cho bà con cô bác cũng là một mẫu xe Hyundai Avante. Con này cũng được sản xuất năm 2011, số tự động, 328 triệu và em giảm 10 triệu còn 318 triệu thôi. Biển của Phú Thọ. Hai mẫu xe đẹp, hoàn toàn không có đâm xô tai nạn ngập nước gì cả. Vâng, tiếp đến em giới thiệu cho bà con cô bác một mẫu xe Hyundai Accent. Con này được sản xuất năm 2018. Đấy, với động cơ của nó là 1.4, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, một chủ từ mới bà con các bác nhé. Cam kết bảo hành cho bà con các bác là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích nhé. Cột kèo sắt xi keo chỉ máy số zin. Và bên em hỗ trợ cho các ngân hàng được 50-80% giá trị xe cho mẫu xe Hyundai Accent này. Và bên cạnh con này là một con xe Honda Civic được sản xuất năm 2008. Xe mang phiên bản số tự động với động cơ máy của nó là 1.8, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một mẫu xe phân khúc hạng C gia đình sử dụng. Giá chào bán cho mẫu xe này là 268 triệu đồng và em giảm giá xuống 10 triệu còn 258 triệu đồng cho mẫu xe Honda Civic, một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật bà con các bác nhé. Tiếp tục đây em giới thiệu cho bà con các bác một mẫu xe Daewoo Lachetti. Con này được nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn với động cơ máy 1.6, tư nhân biển Nghệ An, một mẫu xe gia đình sử dụng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc và giá chào bán cho mẫu xe này là 218 triệu. Em giảm giá xuống 10 triệu còn 208 triệu bà con các bác nhé. Đấy. Vâng, bên trong cũng còn khá là nhiều xe cho bà con lựa chọn nhé. Đấy, nói chung là 5 chỗ thì bên em còn tầm khoảng 40-50 đầu xe cơ. Tại vì là anh em mang về đi Tết cho nên là ở cửa hàng cũng còn ít thôi. Đấy. Đây là những cái dòng xe 7 chỗ này. Cái mẫu xe 7 chỗ. Máy dầu, đấy, máy xăng, mà số sàn tự động đều có cả. Vâng, đây em giới thiệu cho bà con các bác một mẫu xe Toyota Vios bản E đời 2014 này. Sản xuất 2014 bà con các bác nhé. Với động cơ của nó là 1.5, xe mang phiên bản số sàn nhé. Đấy, biển Bắc Giang này. Đấy, tên tư nhân bà con các bác nhé. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 325 triệu đồng. Vios bản E 2014. Đấy, sẽ cam kết cho bà con cô bác là không đâm đụng tai nạn ngập nước ạ. Tiếp tục đây giới thiệu cho bà con cô bác một mẫu xe Hyundai Avante. Một mẫu xe Hyundai Avante phân khúc hạng C, sản xuất 2014, trang bị động cơ máy 1.6, số sàn biển Hải Phòng. Xe này thì là một chiếc xe khá là đẹp cho bà con cô bác lựa chọn và giá cũng khá là hợp lý. Giá là 285 triệu. Em giảm giá xuống 10 triệu còn 275 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2014 ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2008 này. Đấy, sản xuất 2008 với động cơ máy của nó là 1.0. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số tự động, tư nhân biển Thái Bình. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 189 triệu. Em giảm giá xuống 10 triệu còn 179 triệu bà con các bác nhé. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, Kia Rio. Con này được sản xuất năm 2015. Với động cơ của nó là 1.4. Đấy, động cơ 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, mang phiên bản số tự động, tư nhân biển Quảng Ninh. Một chiếc xe gia đình sử dụng bà con các bác nhé. Với giá tiền là 409 triệu đồng và em giảm xuống 10 triệu còn 399 triệu cho mẫu xe Kia Rio. Đấy, Kia Rio, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Vâng, đây cũng là một chiếc xe nhập khẩu Kia Morning được sản xuất 2011, form mới, với động cơ máy 1.0, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng bà con các bác nhé. Màu xám đá nhé. Giá chào bán cho mẫu xe này là 262 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning nhập khẩu, số tự động, máy 1.0. Chúng ta tiến đến một chiếc xe Toyota Vios bản E 2015. Sản xuất 2015, trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.5. Vâng ạ. Một cái mẫu xe nồi đồng cối đá rất là lành và bền, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Giá tiền cho mẫu xe này
là 325 triệu đồng và em giảm giá xuống còn 335 triệu, em giảm xuống 10 triệu còn 325 triệu nhé. Đó, Vios xe có qua dịch vụ rồi. Tiếp theo em giới thiệu cho bà con cô bác một mẫu xe Daewoo Gentra. Con này được sản xuất năm 2010, trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.5. Vâng ạ, Gentra thì là một cái dòng xe khá là rẻ, giá chỉ có trên 100 triệu đồng, 145 triệu và em giảm xuống 10 triệu còn 135 triệu. Dòng xe cũng khá là lành bà con cô bác nhé, vì mẫu xe này khá là lành. Tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo Lacetti. Vâng, con này thì sản xuất năm 2010, trang bị hộp số tự động với động cơ máy 1.6 nhé. Đấy, và giá chào bán cho mẫu xe này là 245 triệu đồng. Thế nên em giới thiệu cho bà con cô bác một mẫu xe Hyundai i10 đời 2018, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng. Đấy, cam kết bảo hành cho bà con cô bác là không đâm đụng tai nạn ngậm nước thì kích nhé. Cột kèo sắt xi keo chỉ máy số zin. Giá chào bán là 375 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai i10 sản xuất 2018 này. Vâng, một mẫu xe Hyundai i10 đời 2012. Con này ạ, sản xuất 2012, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.1. Với cái mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu này, đấy, cực kỳ lành và bền, rất là lành và bền bà con các bác nhá. Giá tiền chỉ có 158 triệu thôi. Vâng ạ, 158 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai i10 đời 2012 này. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Một mẫu xe Daewoo Lacetti mới về cửa hàng. Con này thì anh em mới bắt về hôm 28-29 Tết. Đấy, xe thì nhìn rất là cứng đấy ạ. Con này không biết là đời 2010 thì vậy. Nhìn rất là cứng bà con các bác nhé. Nhìn xe khá là đẹp luôn. Đó, đúng rồi, 218 triệu bà con các bác nhé. Daewoo Lacetti đời 2010, 218 triệu đồng. Xe rất là đẹp. Một mẫu xe là hoàn toàn xin đi. Đây bà con các bác, biển Hà Nội nhé. Lacetti SE 2010, 218 triệu đồng cho mẫu xe này. Bà con các bác nhà mình quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp nhé. Biển số đẹp 29A06625. Vâng, tiếp theo đây thì em sẽ đi vào bên trong để giới thiệu cho bà con các bác xem những cái mẫu xe phiên bản HS1 đầu ở bên trong này nhé. Đây ạ, một chiếc xe i10 số tự động 2017 với động cơ máy của nó là 1.2. Đấy, con này thì tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, xe gia đình sử dụng, giá là 368 triệu. Đấy, 368 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai i10 nhập khẩu nguyên, con này nhập không phải nhập khẩu nhá. Hàng này thì nó được chuyển ra hàng nội địa rồi. Đời 2017 là nó lên form mới chuyển ra hàng nội địa rồi. Giảm giá xuống 10 triệu còn 358 triệu. 368 thì em giảm 10 triệu còn 358 nhé. Vâng, tiếp tục đây em giới thiệu cho toàn thể bà con cô bác một mẫu xe Kia Morning 2011 số tự động, máy của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này thì form mới nhé. Đấy, tư nhân chính chủ, gia đình đi, biển Hải Phòng, xe rất là đẹp. Giá là 262 triệu và em giảm xuống 10 triệu còn 252 nhé. Một mẫu xe Gentra X 2007 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc số tự động. Với động cơ của nó là 1.2. Đấy, tư nhân biển Sài Gòn, xe gia đình sử dụng rất là đẹp luôn. Giá tiền chỉ có 179 triệu đồng thôi. Bà con cô bác đã có thể sở hữu ngay một mẫu xe Gentra X nhập khẩu. Con này giảm 10 triệu còn 169 triệu. Vâng. Tiếp theo đây em giới thiệu cho bà con cô bác một mẫu xe Kia Morning được sản xuất 2016 này, trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.25, xe có qua dịch vụ taxi bà con cô bác nhé. Đấy, động cơ 1.25, xe rất là đẹp luôn, cam kết bảo hành cho quý bà con cô bác là không đâm đụng tai nạn ngập nước phía kích nhé. Cột kèo sắt xi keo chỉ máy số zin nhé bà con nhé, máy zin keo chỉ cột kèo zin, giá là 209 triệu nhé. Đấy, con này thì đăng kiểm mới tinh, đấy, đăng kiểm đến tháng 6 2024 cơ. Nội thất ghế da mới, đèn gầm rồi, màn hình rồi, xe cực kỳ đẹp luôn. Giá là 209 triệu. Tiếp theo đây em giới thiệu cho bà con cô bác một mẫu xe Kia Morning C. Con này thì là một chiếc xe bản đủ đời 2016 này, trang bị hộp số sàn máy 1.25, tư nhân biển của Bắc Giang. Một chiếc xe gia đình sử dụng bà con cô bác nhé.
Con này thì là một chiếc xe bản đủ có trang bị hệ thống khí an toàn, có hệ thống phanh ABS đầy đủ nhé. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 262 triệu đồng. Em giảm xuống 10 triệu còn 252 triệu đồng thôi. Bà con cô bác đã có thể sở hữu ngay một mẫu xe Kia Morningside rồi. Vâng, con này cũng là một chiếc xe Kia Morningside. Con này thì được trang bị cái nước sơn màu gọi như là màu con này gọi là màu lông chuột đấy ạ. Nói chung là màu nó tự màu xám xám một tí thôi. Con này là con Kia Morningside 2016 này. Vâng, biển Hưng Yên và giá cũng là 262 triệu, em giảm xuống 10 triệu còn 252 triệu nhé. Đấy, xe rất là đẹp luôn, cam kết cho bà con là không đụng đụng tai nạn mặt nước nhé. Vâng, một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ Ford Fiesta. Con này được sản xuất 2012, trang bị động cơ 1.6 phiên bản tự động tư nhân biển Hà Nội. Xe gia đình sử dụng nhé bà con nhé. Đấy, số tự động ạ. Giá là 298 triệu đồng và em giảm xuống 10 triệu còn 288 triệu nhé. Đấy. Ford Fiesta 2000 sản xuất 2012 ạ. Và bên cạnh con này là một con xe Kia Morning 2018 này. Vâng, sản xuất 2018 với động cơ máy 1.25, tư nhân chính chủ, xe gia đình sử dụng, một chủ từ mới biển Thái Nguyên. Xe này cam kết bảo hành cho bà con cô bác là không đâm đụng tai nạn ngập nước này, máy zin này, keo chỉ có keo zin. Xe này được độ lên la răng đúc này, đèn gầm, màn hình Android đầy đủ rồi. Giá là 258 triệu đồng và em giảm giá xuống 10 triệu. Còn 248 triệu nhé. Đấy. Tiếp tục đây cũng là một chiếc xe Kia Morningside 2016 ạ. Morningside hiện tại đang có 3 con nhé. Morningside 2016 262 triệu, giảm 10 triệu còn 252 triệu đồng. Màu bạc, biển Ninh Bình. Đó. Dạ vâng, vừa rồi thì em Thiên Đường Ô Tô Cũ vừa tranh thủ lên sóng báo giá cho toàn thể bà con cô bác xem những cái mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Thì nhân dịp năm mới thì quý khách hàng có nhu cầu mua xe, bán xe thì bên em vẫn có giao dịch nhé. Đấy, đặc biệt là nếu quý khách hàng mà muốn mua xe thì đến trực tiếp cửa hàng sẽ có lì xì khủng cho mọi người nhé. Đấy. Và trước khi kết thúc video thì cho Thiên Đường Ô Tô Cũ gửi lời kính chúc đến toàn thể quý khách hàng có một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Đấy. Chúc cho quý khách hàng có một năm mới vạn sự như ý nhé. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Thiên Đường Ô Tô Cũ trong suốt thời gian vừa qua. Em xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video lần sau ạ.